Hi, xin chào mọi người hôm nay mình uh, sẽ làm một cái video ngắn để mà hướng dẫn các bạn đăng ký uh, tài khoản và nhận được cái cái token uh, free thì uh, đây là một cái trào lưu đang uh, rất là uh, nổi hiện tại tuy nhiên là mình thấy là uh, một số group tuyển uh, tuyển rep khá là lộ liễu và và một vài cái token thì nó không không được chất lượng lắm mình đã có xem qua khá là nhiều token trước khi mà mình giới thiệu làm cái video giới thiệu vì có một số những cái coi thậm chí còn chưa có white paper thì mình cũng không rõ là là những coi đấy nó có tốt hay không Tuy nhiên là bản thân mình khi mà mình à, lựa chọn làm cái video về coi nào thì mình luôn ưu tiên Thứ nhất là họ phải có đủ, à, tối thiểu là phải có cái white paper, có cái lộ trình của dự án roadmap rõ ràng Cũng như là cái đội ngũ sáng lập họ, à, họ có ra mặt thì đấy là những cái tối thiểu của một cái dự án ICO mà mình à, lựa chọn để mình đăng ký nhận cái token free đúng không ạ? Thì mình đã có những cái video trước để hướng dẫn các bạn thì có một số bạn đã đăng ký rồi. Thì các bạn có thể đăng ký thêm bởi vì những cái airdrop như thế này thì các bạn đăng ký càng nhiều thì cái thu nhập của chúng ta sẽ càng được tăng lên. Mỗi mỗi một cái coin các bạn đăng ký thì các bạn đăng ký 10 đến 20 coin thì có con số cái số thu nhập của bạn sẽ nhận lại được cũng mình nghĩ là cũng tương đối là tốt so với cái thời điểm thị trường khá là đang ảm đạm hiện tại, đúng không ạ? thì đối với những các bạn nào mới sắp kênh YouTube của mình ý, thì khi mà các bạn subscribe xong thì các bạn nhớ bấm vào cái hình quả chuông ở bên cạnh thì khi nào mình có video hướng dẫn đăng ký những cái nhận AirDrop Token mới thì các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên, đúng không ạ? thì quay trở lại với cái chủ đề của cái video ngày hôm nay thì mình đã để cái link đăng ký ở bên dưới thì sau khi mà các bạn click vào cái link đăng ký đó thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình mà bắt các bạn phải nhập cái địa chỉ ở ví ETH à, thì bởi vì mình đã đăng ký rồi thì nên là mình không thể nào mà quay trở lại cái màn hình đấy để cho các bạn xem tuy nhiên là cũng khá là đơn giản các bạn chỉ cần copy cái ví uh, cái ví ETH sau đó các bạn paste vào cái ô trống cái ví này phải hỗ trợ hợp đồng thông minh ERC20 nên là mình khuyến khích các bạn à dùng sử dụng cái ví MyEtherWallet đúng không ạ? À, thì, thì sau khi mà vào uh, sau khi mà các bạn làm xong cái bước đó thì nó sẽ có một cái màn hình như thế này hiện ra thì các bạn làm ba bước sau thì sẽ nhận được cái token free rất là đơn giản cái thứ nhất là các bạn phải post cái uh, cái status này lên trên uh, uh, trist của twitter của các bạn thế thì uh, các bạn nào mà chưa đăng ký twitter thì mình nghĩ là nên đăng ký thì cái công việc đăng ký cũng rất là ngắn gọn thôi đơn giản và ở đây họ đã họ đã có sẵn cái content cho các bạn các bạn chỉ cần bấm vào nút tweet này và wow, khi các bạn bấm nút tweet thì sẽ hiện ra cái màn hình uh, cái account twitter của các bạn và các bạn bấm vào tweet ở đây nó sẽ tự động đăng lên mình thì mình đã đăng cái status này lên rồi đúng không ạ bước thứ hai là các bạn follow cái uh, dash x official on twitter đây thì uh, cái ICO này nó tên là Dash X Official và các bạn bấm vào nút Flowing ở đây thì sẽ hoàn thành cái bước thứ hai hiện tại đang có hơn 32 000 người follow cái dự án ICO này đó và cái bước thứ ba đó là các bước à, đó là các bạn phải tham gia vào cái uh, telegram của Dash X bạn bấm vào đây open đúng không ạ mình thì mình đã tham gia vào cái telegram này rồi và sau khi tham gia vào cái telegram này thì các bạn lưu ý một điều nữa đó chính là các bạn là uh, phải gửi tin nhắn private cho uh, dashboard thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gửi như sau uh, đầu tiên ở đây họ có sẵn cái dashboard ở đây uh, mình đã gửi rồi thì mình uh, đây dashboard đây Đúng không ạ các bạn bấm vào a còng này. các bạn bấm a còng sau đó dash x dưới bot à, thì các bạn gửi tin nhắn uh, private cho cái địa chỉ này thì sẽ, thì uh, sau đó thì các bạn sẽ làm các bước tiếp theo ở trong cái uh, Dash X bot này thì hoặc là các bạn có thể lên cái Telegram của uh, Dash X thì các bạn có thể vào sẵn ở đây, đây Dash X bot a Dash X bot đây, còn kích vào đây sẽ ra cái màn hình như thế này và các bạn copy cái invite code của bạn vào ví dụ invite code mình ở đây mình ở can c này, này và đó là những copy ở đây paste đó. thì sau khi paste thì các bạn sẽ nhận được ngay 3,2 token free và họ có nói là nếu mà các bạn mời bạn bè của các bạn làm cùng cái nhiệm vụ này thì bạn và bạn của các bạn đều nhận được các token free thế nên là các bạn nào mà đang có những cái hội mà đang cùng chia sẻ những cái airdrop như thế này thì có thể làm theo các bạn có thể chia sẻ cái link của các bạn và mời các bạn bè các bạn đăng ký cùng thì cả bạn và các bạn bạn của các bạn thì đều được hưởng lợi từ cái việc chia sẻ này, được không ạ? Thế thì sau khi mà xong ba cái bước này thì họ mà ở bên dưới sẽ hiện ra cái số dust x mà các bạn nhận được là 3,2 dust x và khi nào mà các bạn invite các bạn mời thêm được một người bạn khác của các bạn thì các bạn được nhận thêm 3,2 dust x nữa cứ như vậy, không ạ? Các bạn invite được 10 người thì các bạn nhận được 32 dust x đó. Còn bạn nào mà muốn tham gia vào cái 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 token xây cái ICO này tham gia mua ICO ấy thì các bạn có thể bấm vào cái DashX whitelist KAC các bạn phải hoàn thành cái KAC để các bạn tham gia vào mua cái ICO này thì bạn nào muốn tham gia mua thì có thể đăng ký và mua thôi không vấn đề gì cả đó thì đấy là những cái bước nào rất là đơn giản để các bạn có thể nhận được cái token DashX free và các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ cái link đăng ký của các bạn cho những người khác để mà bạn và và những cái người đăng ký dưới link của bạn có thể nhận được cái token free được không ạ Đó. thì hôm nay cái video này mình làm rất là ngắn để mà hướng dẫn cho các bạn những cái bước đơn giản để có thể nhận được cái DASX nhà token thì à, sắp tới có những cái ICO nào mà có cái chương trình tặng airdrop miễn phí hay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn Ok cảm ơn các bạn lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau Xin chào